Tại vì khi mà con biết mấy cái đó đó, rồi nghệ thuật người ta chấm điểm nữa. Trời ơi, tôi đóng phim bây giờ trời. Mai mốt anh lên YouTube coi. Làm kỷ niệm. Chẳng là có xinh không hả? Phương quay qua lại Phương, làm lại. Ô oh, đẹp đẹp, thank you. Nè, đưa dĩa này qua đánh chụp luôn rồi. Mốt quảng cáo cho bà. Anh tự chụp. Cái hồi trẻ này làm gì? Qua phục vụ lại, làm lại cho phục vụ hai bà chị với ông anh. Cái cây này nè. Đẹp, không có bữa nào để cho. Như cái bông sen vậy ha. Đẹp lắm. Cái chưa? Nó gọi là sen đá. Sen đá chị. Tại vì nó giống cái hoa sen như anh chỉ lần nào anh thâu là lần đó em mà nó ở trên. Ủa nhưng mà chị hỏi nè, tại sao gọi là đá, nó đâu phải bằng đá đâu. Đó, trồng ở dưới trồng đá. Trồng ở trên gạch với đá. Gạch với đá. Ở kia không bị cái sen như nước ấy. Toàn là sỏi với đá không à. Đất. Lắm. Ờ, vậy đó hả? Cái này không sống, sống sao? Không, nó không sống như nước được, không bỏ bỏ lại được. Nó sợ nước em. Cái này xương rồng. Cái này xương nó dùng xương để sống rồi. Cái này em phải làm một cái mái che nữa mà chưa làm. Tại vì sợ mưa. Ủa vậy hả? Sợ không sợ nắng. Nắng phải là đi mua. Em là mình mua rồi đem về trồng vậy. Em đang nuôi con vậy. Ở trong nuôi nó lên đó, nó lớn vậy đó hả? Dạ, em nuôi nó lớn rồi, nó mua nó nhỏ gì cái dòng. Có 4 cái thôi à. Tiểu gì không? Người ở của nó. Chào. Mà ở từ cái cổ tới đầu không vậy đó. Chị ơi. Chị. Mở nha. Hả? Ừ, ẵm em vô đó rồi bà quay chứ. Tránh đi. Tránh đi. Tránh đi. Hello. Anthony là Anthony á. Anthony với cả Timothy là Anthony hai cái. Đúng vậy. Tại vì Anthony là tên ta nhớ hồi mà mới đẻ Stephanie thì nguyên một đám nó ngồi vậy nè, con Mai nè, con Jay nè, Britney nè, thằng Tim nè, á thằng Anthony nè, thằng Tim nè, rồi dân lên á. Chụp hình. Ôi, Stephanie đẻ trước. Là nó ngồi trên cái sofa nó nguyên đá như này chụp nó
tụi nó vậy đó. Ấy mình như có chưa có chim qua rồi á. Chim qua rồi. Ờ đúng rồi, có chim rồi. Làm thơ là tôi viết, nó viết làm cũng được. Ờ. Thì con tôi làm nó nói chữ. Không có tin nào chứ cùng với là tôi làm trong vòng 2 năm rưỡi. Tôi mới bắt đầu làm tôi là chưa tôi viết. Oh yeah. Chưa tôi viết văn program này giống. Tôi là viết văn và viết tiếng Việt. Phân tích vấn đề. Mỗi khi tôi gặp mấy tôi học anh á. Mấy cái ông này tôi ngày trước tôi là nghiên cứu cùng nhau làm sao mà biến thành cái đến khi sau này thì đó cuộc đời thì nó phân nghĩ là nếu tôi tự bảo sao nó u ám thì khi bây giờ tôi thì tôi chế nha. Cái bây giờ thì ôi giời, ra chỉ lấy cái phone đấy thôi à. Sáng đi làm sách đi là no luôn mỗi ngày. Tại vì em gửi sách quay luôn á. Hoàng. Long trước. Thiên Long, Thiên Hoàng, Thiên không à? Thiên Kim, Thiên Hương, Thiên Thủy, Thiên Long, Thiên Hoàng, Thiên Hà. À còn Út là cái này không có Thiên hả? Thiên hả? Thiên Hà. Thiên Kim. Thiên Hương. Đứa đó là Kim Vân hả? Vân đâu ra? Vân đâu sao đâu? Không, Kim Vân, Kim Vân. Gái Kim, gái nữa là Ngũ Long công chúa. Ghê. Ngủ luôn cái Ngũ Long. Thêm hai thằng trai nữa là Tú Quý. Chắc lâu câu cho tụi nhỏ hả? Dạ. Một bà nữa là Thiên gì? Thiên Kim, Thiên Hương, Thiên Thủy. Thiên Thủy thì tiếng Mỹ là Christine sao? Rồi Thiên Long là Johnny, Thiên Hoàng là Henry, Thiên Hà là Cathy. Đó. Nếu mà cứ sau đó là Thiên Sơn là con trai. Hả? Thiên Luân hả? Ba có thằng Minh Luân. Minh Luân, em đặt Thiên Luân. Thằng Luân là Minh Luân. Là chỉ có coi phim Tàu không? Con trai của gì con cháu của Lưng Lưng gì đó. Pháp Dương cái gì đó qua rồi nhớ phim gì qua này. Kim Lưng Pháp Dương hả? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Pháp Dương đó. Hỏi á. Cây hả? Cây đó là cây cây lài á. Sao mà cho lá vàng ươm vậy? Ồ, tại vì nắng quá, em để phơi nắng nhiều quá. Ừ. Mai là cái sân của nó có nhiều đây chứ nó có hơn nữa chắc nó trồng cũng còn cái loại nào mà nó không có. Con trai thì Thiên Sơn, con trai Thiên Sơn, con gái là Thiên Vân. Thiên Vân gì nữa đó mà là cô của nó là Vân. Ồ, chị phải ăn chung với gỏi nữa không? Gỏi thơm không mà không ăn được. Thì né tao không bên. Em ráng quay 10 phút. Nãy giờ em cầm, hồi xưa em quay cả tiếng hồi không sao á, giờ em quay 10 phút 15 phút em quải. Già đó em. Đó là biểu hiện của già đó. Chỉ có duyên dữ sợ luôn. Cười hồi nãy. Ở trong biển ta cô Tuyết nó nói ngày hôm nay là ngày cô Xuân hỏi hôm nay ngày mấy vậy cô giáo. Nó hôm nay là ngày 7 tháng 7 là ngày thương binh liệt sĩ. Cái xong cái bắt đầu hồi xưa á tới cái ngày này là hả con cứ phải dạy mấy đứa nhỏ hát này kia nọ gì đó hát cái xong rồi cũng sức khỏe gì mà nhớ ơn các anh đã đủ cười anh ấy tại vì gì nó nói về nó bài hát gì mà gọi là bài hát gì mà hả nhớ ơn các anh đã đổ máu hy sinh gì cho tổ quốc gì gì đó cái em hát xong một hồi nữa là mỏ em đổ máu luôn. Nó nói xong rồi tôi cười bỏ tàn
Lần đầu tiên nha, thấy không có đứa nào uống nước ngọt nha, chỉ có mấy lon à. Hồi xưa uống kinh hồn, trời ơi. Ở nhà anh á, không có một chai nước ngọt. Thiệt luôn hả? Không có một lon nước ngọt. Nhà em tiêu thụ nước ngọt thấy sợ luôn, một tháng ít nhất là 8 két á. Dữ vậy? Lập mỗi ngày là nó uống 2 lon rồi. Ôi, em hả? Wow. Chết. Em làm một tháng uống nó 1 lần á. Mấy tháng rồi đây nè. Có chừng nghe con ơi, vô đầu mấy đứa nhỏ nghe con. Bước ra, bước ra, bước ra, bước ra. Chụp gì chai lọ không kêu chụp gì trời. Chụp tự nhiên. Mày sao? Một tháng 8 cái nước. Đó thấy chưa, chút xíu nữa hả? Stephanie không đỡ là vô đầu em rồi đó. Khéo có chừng trúng cái đầu em, đau em khóc rồi nghe con. Trúng là đau gì nó té mặt ngửa luôn á. Ê, ê, chống mặt em. Giờ không ẩm được. Chà, hai đứa này giỏi ta. Đánh như là trời ơi, coi chừng nha. Cao quá văn mất á. Nó đòi con nhỏ này không? Con nhỏ đó nó đòi con nhỏ vậy đó. Ê, tiếng Hoàng đã quay nãy giờ không thấy, nó vô chổng mình đó. Đâu có đâu, nó vô mình rồi. Hoàng kìa, tới đây ẩm con ẩm nó xuống cái chổng mặt. Ẩm em ra chút đi. Sao sao, sao sao em, anh ấy đang ẩm có đẹp trai không? Nấy mặt nó ốm á. Anh ấy không chịu em hay sao, nấy dằn vặt dữ quá. Quên rồi. Nó có còn mà còn nó chưa lấy gì hết. Ba em nó chưa có đứng được không? Phải từ từ hãy thả em ra. Xây nó giọng còn chóng mặt mà. Đây đây, đứng rồi đây, đứng vào quay. Quay mặt quay. Ồ, em đó, ba ơi. Ôi giời ơi, sao em đen thui vậy em? Sao con này đen với giống của chị nữa rồi. Em đen thui à. Giống chị hai vậy. Hai đồng điếu luôn. Hai đồng tiền, hai đồng điếu mới ghê chứ. Cái đồng trẻ. Giống bà nội. Giống bà nội có hai đồng tiền à. Em sửa kìa, có hai. Đây, nắp kìm đầu giấy kìa, nghe chứ mấy. Trời ơi. Em bú xong cho em ửa chưa? Yes. She has tendency to burp. Chỉ có một mình con Kim là giống cặp mắt của mẹ nó thôi. All right, she's a change. Chứ lại thằng được còn đỡ đỡ. Quay đây. Sao anh? Trồng mấy cây này có bán. Bán gì trồng chơi á, dạ em á. Ai bán vậy anh? Trồng bán đi, bán bớt đi. Trồng chơi. Cái này á là con của bà đó, bán là có như là kiếm chuyện với bà, chiến tranh đó. Có chiến tranh đó. Nhưng mà nhiều quá vậy, uống đi. Em làm nhưng mà bán bớt đi. Nào, này á, giống em không quậy không? Trong cái computer dễ cái này nó nhỏ. Thành ra là ví dụ như quá hôm nay thật cao hơn đó. Chờ nhấn hoài. Nhấn gì? Cái cửa. Nè để ráp rồi ráp. Ừ ráp đi. Ăn thử miếng coi, chưa ăn thử luôn. Trời ơi, cái lò ăn hoài mà. Phải. Ăn thử cái này hơn. Giống cái gì á?
Thôi con muốn ăn đi. Ngày nào cũng nấu vậy. Hai kia thân dễ sợ luôn. Cho nước chưa? Bên này, bên này, cháu đi cháu đi cho mấy con. Hello, cái gì? Hay quá. Tóc nó không giống chính. Hung là phạt nha. Đó chị là chị muốn hung rồi đó. Hung là phạt nha. Hả? Da nó sẽ tiếp lắm nít mà. Nó bị thiếu tháng nữa. Thì cái đó không sao, tại vì nó thiếu cả gần tháng á. Bữa nay đúng ra nó mới là sanh ra, mà giờ nó ăn đầy tháng rồi. Đủ sao vô? Tháng hả? Hai đứa này cũng nó đầy tháng rồi. Đẻ trời tháng ơi. Nó mới nè, có 2 kg rưỡi. Nhỏ xíu à. Có đâu, đi khám bác sĩ để đi khám bình thường thôi, là do bác sĩ kêu đi bệnh viện luôn. Hai cái này đẻ chiếu tháng nhưng mà dư cân. Bác sĩ nói huyết áp cao á, nếu mà để là nguy hiểm mẹ con, tại nó sẽ bị giống như stroke á, là tai biến á, là nguy hiểm lắm, thành ra là thôi cho ra. Lấy áo, lấy vậy y chang vậy à. Dạ. Thì nó đang nằm ở lạnh đó chị. Ba nó mở ra. Sao mẹ nó trắng ha? Em hả? Ừ em. Em có đâu có đèn đâu chị nói vậy. Trời. Chưa kịp nói gì hết trơn hết trọi nhãn họng tao đàn lưỡi xuống rồi. Tao chưa kịp nói là ba mẹ ba nó cũng không có đèn. Ý là sợ nó sợ bị chơi xấu. Vòng vòng hàng xóm không biết có nào đèn. Này vấn vấn gì vậy? Giống em mới gì ẩm mà kêu rồi chưa? Ta đau bên này, ta đang ẩm bên này mà.